Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vừa làm thủ tục cho ra viện đối với hai bệnh nhân thứ 30 và 31 đều là người nước ngoài. Như vậy, đến thời điểm này, tại Thừa Thiên Huế không còn ca dương tính nào đang được điều trị. Cả hai bệnh nhân đều đã qua hai lần xét nghiệm cách nhau 24 giờ và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân thứ 30 và 31 đều đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh tới Nội Bài cùng ca bệnh thứ 17. Ca thứ 30 được phát hiện ở Huế, ca thứ 31 được chuyển đến từ Bệnh viện Quảng Nam. Hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân đều đã ổn định. Sau khi ra viện, cả hai được khuyến cáo tự cách ly trong vòng 14 ngày để tiếp tục theo dõi. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y bác sĩ điều trị cho 4 ca bệnh này vẫn đang phải tiếp tục ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi 12 ca nghi nhiễm đang được cách ly tại đây.